Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em view cho anh em xem máy cắt của hãng The One. Thì máy này nó vừa sản xuất nha anh em. Nó chỉ có ở thị trường Mỹ và ở Việt Nam chưa có. Rồi, đây là nó sản xuất tại Mexico. Và cái thông số nó như sau à, tốc độ từ 0 đến 20.000 vòng trên phút. Nó nặng 0.94, chưa tới 1 kg. Đấy. Rồi. À, cái tính ra watt thì nó là 550 W ha, à, và nó cắt cái lưỡi nó là cái lỗ lưỡi là 3/8, gọi là lỗ 10. À, thì cái này nó niêu chầm chầm, à, em sẽ khui ra để cho anh em xem và sở hữu. Nó cắt là gỗ, sắt, gạch và các tường, các sắt luôn. Đây, các đa vật vật liệu. Thì nó sử dụng chung ở cái pin lưỡi của Milwaukee, lưỡi của The One, rồi lưỡi của Dairyman sử dụng chung nha anh em. Ruby AEG sử dụng chung hết. Rồi, em Tùng sẽ khui ra và gửi đến anh em xem. Ok, thì cái này giá của nó là 5 triệu 2 nha anh em. Rồi, cái này là mở cái lưỡi ra. Này đỡ mở tháo lắp lưỡi nha anh em. Và nó mở ra một cái cổng đỡ thu bụi. Anh em cắt tường thì mình sẽ chuyển cắt tường. The Wonder Set 438. À, lưỡi của nó là 75. Lỗ của nó là 3/8 là lỗ 10. Và nó make in Mexico. 20.000 vòng trên phút. Này Mexico đây anh em ạ. Em này nó sản xuất 2022 Mexico. Đấy. Nó là động cơ không trở than. Qua lại luôn anh em ha. Đây. Rồi, mình chuyển cái này nó là nông sâu. Qua lại ha. Chuyển lên này là mình cắt tường. Đó. Chuyển xuống, chuyển lên ha. Đó, đỡ cắt tường. Rồi, bộ lưỡi theo kèm. The One. Đây là các gỗ, các sắt, các ti sắt luôn. Đây là cái gạch. Đây các sắt luôn anh em ạ. Rồi, Tùng sẽ test cho anh em xem cái máy đơ xét 438. Mình lấy ra nha anh em. Đây, lấy ra và lắp vào rất nhanh. Cái này khóa lại. Đây. Ok, à, thì Tùng sẽ cái này khóa, mở khóa ha.
mình phải riết nó vào nó mới mơ được cho anh em, không là nó chạy. Rồi, cứng rồi. Ok. Và thắng rất đẹp luôn. Ok, nhờ anh em like giúp em một like. Và giá của nó là 5,2 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em.